Hello, vâng, xin được trân trọng chào mừng quý các bác anh chị các bạn quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Lại là em Huấn Phạm đây, em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Rất vui trân trọng cảm ơn quý các bác anh chị các bạn đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ như là mua các mặt hàng của bên em. Đó, thì hôm nay bên em lại tiếp tục cập nhật một số các mặt hàng mới, thì em lại lên gửi tới quý các bác anh chị các bạn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho Phạm Huấn xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em, để quý khán giả biết tới shop Phạm Huấn nhiều hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng của bên em các bác nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đó, các bác đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Còn đây là các cái số hotline của bên em nhé. Các bác có thể liên hệ để bên em tư vấn báo giá các bác nhé. Đó, thì hôm nay bên em lại tiếp tục về một cái mặt hàng mới. Đó là con dao Nhật các bác này. Đấy. Con dao này thì bên em ký hiệu nó là C40. Đó, tức là con dao này nặng là 4 lạng. Đấy, nặng như nào em ký hiệu vậy luôn. Đó là C40. Đấy, thì là hàng Nhật các bác nhé. Đó, made in Japan này các bác này. Hàng của thương hiệu Akatsuki các bác nhá. Atakatsuki. Chữ Nhật rất là dài luôn các bác nhá. Nhưng mà dao thì rất là sắc luôn. Hàng chỉ có 4 lạng thôi. Con này các bác dùng để băm chặt rất là ngon. Giá thì con này bên em về đợt này về giá rất là tốt luôn cho các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là C40. Đó, C40. Con này đang gửi tới các bác với giá là 200k bao ship, 200k bao ship các bác nhá. Còn rẻ hơn một cái con dao Thái luôn. Nhưng mà chất lượng dao thì miễn bàn luôn. Em sẽ test thử cho bác xem. Đây nha, em sẽ dọc giấy cho bác xem nhé. Đó, các bác quan sát này. Mặc dù là dao dựa nhưng mà siêu sắc bén luôn các bác nhé. Đó, cái mình của nó mỏng vừa phải cho nên nó rất là sắc các bác nhé. Đó, dao dựa nhưng mà cũng rất là sắc. Dọc giấy thoải mái luôn. Đó, các bác lên mã cho em là con này là con C40. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 200k bao ship các bác nhé. Giá rẻ bất ngờ luôn. Đấy. Thân của dao thì tổng chiều dài là 31, nguyên phần lưỡi này là 20 và 10 các bác nhá. 20 này. 20 10 các bác nhá. Đó. Đây. Kích thước của nó đây em ghi ra đây cho các bác xem luôn. Đó. Nặng là 4 lạng các bác này. Đó, nặng là 4 lạng này. Đấy. 4 lạng các bác nhá. Đó, đây. Em ghi ở giấy này cho các bác dễ nhìn này. Nặng là 4 lạng các bác này. Đó, 4 lạng này. Của nó là 31 này nhân với lại 20 này. Nhân với 10 này các bác nhá. Đó. Tổng. Con này thì bên em bán là 200k bao ship các bác nhá. Đó, các bác lên mã cho em là con dao C40 các bác nhá. Đó, C40. Lên mã cho em là dao C40. Đấy, C40 200k. Đấy, lên mã cho em là C40 200k bao ship các bác nhá. Đó. Con này nặng của nó là 4 lạng này. Đấy, của nó là dài là 31 này. Còn phần lưỡi dài là 20 x 10 các bác nhá. Đó. Kích thước có đây luôn. Em lên cho các bác xem tổng thể luôn các bác nhá. Đó. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy. Đây, rất chất lượng luôn. Chất dao cực kỳ là sắc bén luôn, dao thép trắng các bác nhá. Made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan, dao Nhật các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho quý các bác anh chị trong ngày hôm nay đó là cái bộ dao Đức các bác này. Đó, bộ dao Đức cực kỳ chất lượng và xịn sò đây. Thì em sẽ review chi tiết cho các bác xem cái bộ này. Bộ này thì em đang gửi tới các bác. Cái giá là bộ này thì em đang bán là 1.200.000 đấy. Dao Đức 7 món các bác nhá. Đó, dao Đức 7 món. Đó. Thì hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác luôn là 1 triệu bao ship các bác nhá. Đó, 1 triệu bao ship. Đấy. Thì 1 triệu bao ship. Đấy, trước đây em bán là 1.200.000, nhưng mà đợt này hàng về giá nó tốt hơn thì em lại lên bán cho các bác với giá tốt hơn. Đó, các bác lên mã cho em là bộ dao Đức 1 triệu bao ship các bác nhá. 1 triệu bao ship. Em sẽ khui hộp cho các bác xem. Khi các bác nhận được hàng là hàng đựng trong hộp như này, siêu chất lượng luôn các bác nhá. Hàng của thương hiệu Winling. Thương hiệu Winling hai hình người này thì bên em bán rất là nhiều các cái mặt hàng liên quan đến cái thương hiệu Winling này rồi. Đó, đầu tiên là cái bộ dao đựng trong hộp này. Đấy, thứ hai là cái giá đỡ của nó đây. Giá đỡ đây các bác nhá. Đó, giá đỡ đây. Đấy, các bác cứ lên mã xem là bộ dao Đức 7 món 1.200.000 các bác nhá, 1.200.000. Hàng siêu chất lượng luôn. Đây các bác nhá. Cái giá đỡ của nó này. Đấy, giá đỡ của nó đây. Giá đỡ siêu chất luôn. Đó. Bộ dao Đức 7 món 1.200.000. Đấy. Đây các bác nhá. Đó, giá đỡ của nó đây các bác. Đấy, đây. Đây là cái giá đỡ của nó này. Đó. Đấy, giá đỡ của nó đây các bác nhá. Đấy, rất là chất luôn. Giá đỡ này của nó thì nó nặng là khoảng 8 lạng thôi nhá. 8 lạng, nặng khoảng 8 lạng. Đây. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đó. Tiếp theo là đến bộ dao bên trong đây. Bộ dao bên trong này các bác nhá. Đấy, bộ dao này. Đấy, siêu chất luôn các bác nhá. Đó. Bộ dao bên trong này.
Bên trong này của nó thì bao gồm là rất là đầy đủ các cái món bên trong luôn. Em sẽ khui từng. Đầu tiên là nó có con kéo gà này các bạn này. Con kéo gà này rất là sắc luôn các bạn nhá. Đấy, kéo gà. Kéo gà này rất là sắc luôn các bạn. Đó, vâng thấy không? Đấy, kéo rất sắc các bạn nhá. Đó, con kéo gà. Con này thì các bác dắt vào đây rất là tiện luôn này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao gọt này. Con này của nó khoảng 20 cm các bạn nhá. Dao gọt này khoảng 20 cm. Đó, dùng để gọt hoa quả rất là ok. Hàng này của nó là hàng đúc liền thân. Thân này của nó thì nó chà nhám như này, chà nhám như này để cho nó khỏi trơn. Tiếp theo đến con liếc này. Đây. Đây, con liếc đây các bác nhá. Đó, con liếc mài dao này. Con liếc này các bác cắm ở đây luôn. Con liếc này thì phải từ mấy năm các bác mới phải dùng đến. Đó. Tiếp theo là đến con dao gọt này. Con dao gọt này thì có chống dính luôn các bác nhá. Đó, có chống dính luôn. Hàng siêu sắc luôn các bác nhá, có chống dính luôn. Đây. Đấy, có đánh lớp chống dính luôn. Đây. Hàng made in Germany các bác này. Đó, đây. Đây. Đây các bác nhá. Đó, made in Germany này. Đấy, chữ khắc trên thân dao luôn các bác nhá. Đây các bác này. Đó, rất là sắc luôn các bác nhá. Đây. Em sẽ test dọc giấy cho bác xem này. Rất sắc luôn các bác thấy không? Đó, rất sắc luôn các bác nhá. Đó, dao rất sắc luôn. Đó. Thì con này là con dao Thái này, con này khoảng 30 cm các bác nhá. Bản lưỡi của nó thì khoảng đây. Đo thực tế cho các bác luôn. 30 cm. Bản lưỡi của nó là 4 cm rưỡi. Chiều dài của nó là 17 thôi nhá. Đó. Dắt vào đây chưa? Đó. Tiếp theo thì đến con hai con dao chặt. Một con bản to, một con bản nhỏ các bác. Đó, một con bản to, một con bản nhỏ. Con này là con bản to này. Đấy. Con bản to. Còn con này là con bản nhỏ này. Đây. Hai con nó cũng cân nặng thì như nhau các bác nhá. Nó chỉ khác nhau về cái chiều bản thôi. Đấy, một con bản to, con bản nhỏ đây. Đây con này. Đó, cân nặng thì như nhau. Nó chỉ khác nhau về cái bản thôi. Chất dao, chất thép thì không phải bàn rồi. Hàng made in Germany các bác này. Đó, rất sắc bén và sáng sủa luôn. Đó, dao rất là xịn luôn các bác nhá. Đó. Đấy, một bộ như này mà các bác mua có 1 triệu đồng. Đó, 1 triệu đồng bao tận tay luôn. Mà các bác mua nguyên cái giá đỡ không? Bình thường cái giá đỡ không thì em đã bán là 300.000 cái giá đỡ này rồi. Đây. Dao của thương hiệu Winling này. Đó. Có 1 triệu thôi. Đấy, giá rẻ bất ngờ luôn các bác nhá. Đấy. Đấy, bộ dao Đức này, em đang bán là 1.200.000. Bộ dao Đức 7 món 1.200.000. Thanh lý luôn cho các bác này, 1 triệu bao ship các bác nhá. Gửi đến tận tay quý cô bác anh chị với cái giá là 1 triệu đồng bao ship. Đó. Các bác thấy không? Quá rẻ luôn các bác nhá. 1 triệu bao ship. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con loa Bluetooth của JBL các bác nhá. Đây, JBL đây, hàng siêu đẹp luôn. Đó. Con này thì các bác lên mã cho em là con J1 các bác nhá. Con này hàng đập cực kỳ là khỏe và chắc luôn. Đó. Bật nguồn thì các bác bật ở đây. Đấy, bật nguồn ở đây sau đó các bác kết nối bình thường. Rất là đơn giản, dễ kết nối thôi. Con này thì bên em đang gửi các bác với cái mã là J1 350k bao ship các bác nhá. J1 350k bao ship. Đấy. Ngoài ra thì bên em đang có cái mã con này là mã J2. Con này thì đập quá khỏe rồi. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em là J2 các bác nhá. Đó. Lên mã cho em con này là con J2. Đấy, con kia là con J1, còn con này là con J2. Đó, J2. Con J2 này thì em đang gửi tới các bác với giá là 470k bao ship các bác nhá. 470k bao ship. Con này cũng đập siêu chất luôn các bác nhá. JBL đây. Đó, hai con này đều đập rất là tốt luôn. Đó. Để em sẽ kết nối cái con to này cho các bác xem nhá. Đó. Trong khi chờ kết nối thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là con đèn bão quá này. Đó. Mùa mưa bão tới nơi rồi. Đó, đây. Đấy, rất là sáng luôn các bác nhá. Nó rất là tiện luôn. Đấy, cái này có đèn này. Đó, ấn vào là xong này. Đây thì công tắc bật quạt này. Đấy, quạt rất là mát luôn các bác nhá. Đó, quạt rất là mát luôn. Đấy, thì con này thì các bác lên mã cho em là đèn bão. Đèn bão em đang gửi tới các bác với giá là 180k bao ship. Đây, hàng made in Japan này các bác này. Các bác lên mã cho em là đèn bão các bác nhá. Đó, rất là sáng luôn. Cái này thì có thể xoay chuyển được các bác này. Và đây ở đây thì nó có cái lẫy để các bác lắp pin này. Các bác lắp cho em 3 quả pin con thỏ vào đây rất là ok. Mùa mưa bão đến nơi rồi. Đó. Đèn bão này em đang gửi tới các bác với giá là 180k bao ship. Đấy, đang gửi tới các bác con đèn bão này là 180k bao ship các bác nhá. Siêu xịn sò luôn. Ở đây thì nó có tặng kèm cho các bác thêm dây sạc này. Ngoài ra thì nó có tấm pin sạc năng lượng mặt trời các bác nhá. Đó, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời. Thứ hai là nó có thêm cả cái chân sạc cho điện thoại, sạc ra cho điện thoại được luôn các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. 180k. Bây giờ em sẽ kết nối cái con JBL này cho các bác nghe test âm thanh các bác nhá. Để các bác test âm thanh nhá. Đấy. Các bác bật cái nguồn này lên cho em này. Đó, bật cái nguồn này lên. Đó.
giữ cái phím nguồn này. Đấy, bao giờ nó kêu tít 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 này là được này. Đó. Sau đó thì các bác bật loa Bluetooth lên. Đấy, bật Bluetooth lên, cho kết nối vào Bluetooth thôi nhá. Đó. Cho kết nối vào Bluetooth luôn. Đó, sau đó thì các bác sử dụng nhạc bình thường. Một trong những bóng gọi là con mồi thích của Ronaldo. Nhưng đây sẽ là bật tài cơ. Đấy, các bác xem. Nhạc đập rất là hay luôn. Đây là Quang Hải. Quang Hải chuẩn bị được tung vào sân. Đấy, các bác xem. Anh ơi, cho em hỏi đường này là đường gì anh? Đường này là đường du thuyền 5 sao hiện. Đây là... Đấy, các bác thấy không? Nhạc đập rất mạnh luôn các bác nhá. Chắc luôn thôi nha. Tiếp theo cái dòng sản phẩm về đồ công nghệ thì hôm nay bên em lại tiếp tục về được cái loa mic không dây các bác nhá. Đó, con này gọi là mic không dây. Đó, con này thì các bác vừa để nói vừa để hát karaoke được luôn. Đấy, các bác bật cái này lên này. Đó. Sau đó là bật công tắc lên. Đấy, kết nối vào Bluetooth các bác nhá. Đó. Alo, 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 1 2 3 4. Alo, alo, alo. Đó, có thấy không? Em alo đấy. Các bác bật lên. Sau đó kết nối vào Bluetooth, bật karaoke lên là các bác có thể chơi được luôn các bác nhá. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, 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 alo. Đó, các bác thấy không? Tiếng của nó rất là hay và ấm tiếng luôn. Nghe rõ hay ấm tiếng. Các bác bật karaoke lên. Đó, và hát theo rất là ok các bác nhá. Ở đây thì nó vừa kết nối nhạc, vừa kết nối nhạc, vừa là alo được luôn các bác nhá. Đó, ở đây. Kết nối nhạc vừa alo luôn. Đó. Alo, 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 1 2 3 4. Alo, 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 1 2 3 4. Alo, alo, alo. Đó, có thể không? Rất là tiện luôn, con này rất là tiện luôn. Đấy, thì con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là... Đấy, các bác lên cho em là mic không dây các bác nhá. Đó, mic không dây. Mic không dây, con này thì hát karaoke ok các bác nhá. Hát karaoke nghe nhạc rất ok luôn. Con này em đang gửi tới các bác là 340k bao ship coi nhá. Đó. Bao ship đó, 340k bao ship coi nhá. Đấy. Các bác lên mã cho em là mic không dây, 340k bao ship coi nhá. Alo. Đó. Đây các bác bật nguồn này lên này, đó, bật nguồn này lên. Bật cái nguồn này lên. Sau đó thì các bác kết nối vào Bluetooth cho em. Đó. Alo, alo. Đấy, bật lên là các bác có thể alo được rồi. Rất là tiện luôn. Đó, con này rất là tiện luôn. Đấy, con này là con mic không dây của JBL các bác nhá. Đây, thương hiệu JBL đây. Đấy, dùng rất là ngon luôn. Alo, 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 1 2 3 4. Alo, alo, alo. Đó, con này về các bác hát karaoke. Alo, rất là ngon lành luôn các bác nhá. Tiện, tích hợp này luôn. Đó, có cả jack cắm 3.5 luôn. Các bác có thể cắm jack vào đây để nghe nhạc được này. Đó, hoặc là nghe nhạc Bluetooth này. Đấy, hoặc là các bác đây chân sạc vào đây các bác nhá. Nói chung là đầy đủ luôn. Các bác lên mã cho em là mic không dây các bác nhá. Đó, tắt đi thì các bác ấn phím nguồn này là xong. Mic không dây 340k bao ship các bác nhá. Mic không dây 340k bao ship cho em. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên em dọn kho còn hai cái hộp đá vĩnh cửu dạng 6 viên các bác nhá. Đó, bên em thì đang bán chủ yếu là dòng 8 viên. Đấy, còn ít cái dạng 6 viên này thì hôm nay bên em sẽ gửi tới các bác với cái giá là cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn.
đó, đá vĩnh cửu các bác nhá. Đó thì hôm nay bên em sẽ gửi tới, em sẽ gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá là 100 thanh lý nốt cho bác, còn em đang bán là 200 thanh lý cho bác là 170k bao ship các bác nhá. Đó, hàng 6 viên, hàng 8 viên thì em vẫn bán là 200k bao ship, còn hai hộp này thì em sẽ gửi tới các bác là 170k bao ship. Các bác lên mã cho em là đá vĩnh cửu các bác nhá, đá vĩnh cửu. Đấy, các bác về các bác cứ bỏ vào trong ngăn đông là xong, rất là tiện dụng luôn. Đá vĩnh cửu 170k bao ship, em còn hai hộp duy nhất các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên em lại về được một lô cái đèn pin này các bác. Đó, đèn pin cúc áo các bác nhá. Các bác lên mã cho em là đèn pin cúc áo này. Đó, đèn pin cúc áo. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 120k bao ship các bác nhá. Đó, 120k bao ship các bác nhá. Đó, các bác đừng so sánh giá, tại vì hàng mỗi đơn vị nhập nó sẽ khác nhau và chất lượng nó khác nhau, nên các bác đừng có so sánh giá cho nó mất công. Đó, ngoài ra thì mỗi chế độ của mỗi bên bán khác nhau, ví dụ bên bán không bao ship, bên thì bán bao ship các bác nhá. Đấy. Đây. À, con này nó có 500 hit luôn các bác nhá. Đấy, có 500 hit luôn. Đây, 500 hit luôn các bác này. Đó. Đèn thì rất là sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Siêu sáng luôn. Đó, để xác thực điều này thì em sẽ test cho các bác xem trong cái nhà tắm nha em. Đây các bác nhá, trong cái nhà tắm nha em, tối om luôn, em bật lên này. Đấy. Tắt đi này. Đó. Nhấp nháy này, tắt đi các bác nhá. Đó, em bật lên này. Đó, tay em đang cầm đèn bật lên đi nhá các bác nhá. Đó, trực quan sinh động luôn, các bác thấy không? Sáng trắng luôn chứ không phải sáng thường đâu. Các bác nhìn thẳng vào đèn như này là đo mắt luôn các bác nhá. Đó, chế độ nhấp nháy này, tắt đi này. Đèn xì luôn các bác nhá. Đó, bật lên này. Đấy các bác thấy không? Siêu sáng luôn. Đi đến đâu là sáng tới đấy nhá. Đó, sáng chưa? Các bác thấy không? Sáng chưa? Đó, đây gương đây các bác nhá, em dọn vào gương đây. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Tắt đi này. Đó, tắt đi tối mù luôn. Đó, bật lên này. Sáng trắng luôn, các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy, không gian nhà em này. Các bác đi đến đâu là nó sáng ở đấy luôn các bác nhá. Đó, đi đến đâu là sáng ở đấy luôn. Các bác thấy không? Siêu sáng luôn, rất tiện dụng các bác nhá. Đó. Thì con này bên em đang gửi tới các bác đây. Rất sáng luôn các bác nhá. Đó. Con này em đang gửi tới các bác với giá là 120k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là đèn cúc áo các bác nhá. Đó, đèn cúc áo. Đấy, con này rất là nhỏ gọn, các bác có thể cài vào cúc áo được luôn, cài vào cúc áo được luôn. Đấy, nó rất là nhỏ gọn trong lòng bàn tay luôn. Có khuy khóa để cài này, có khuy bật bia này. Đấy, có lấy bật bia các bác nhá. Đó, có quai đeo này. Và có cả 500 hit luôn, 500 hit này. Đấy, các ví dụ là để trên bàn làm việc hay là chỗ nào đấy mà cần, hoặc là chỗ nào có sắt thép các bác chỉ cần đặt vào là xong. Rất là tiện. Mang đi mang lại rất là tiện luôn. Đó. Hàng của Nhật nhỏ nhưng có võ các bác nhá. Đó. Các bác lên mã cho em là đèn cúc áo này. Con này đang gửi tới các bác với giá là 120k bao ship các bác nhá. Đó. 120k bao ship các bác nhá. Đó, 120k bao ship cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng bật lửa của Mỹ này. Bật lửa của Mỹ thì em đang có 3 mẫu đấy. 3 mẫu 3 màu các bác nhá. Đó. Màu đen, màu trắng và màu đỏ các bác. Đen trắng đỏ đây. Đấy. Con bản màu đen này là kỷ niệm 65 năm thành lập Zippo này, 1932 1997 các bác này. Đấy là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 65 năm thành lập các bác nhá. Đấy, hàng Zippo có thương hiệu đàng hoàng các bác nhá. Đó. Đây. Hàng siêu ngon siêu chất luôn các bác nhá. Đó. Rất chất lượng luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Hàng nguyên tem nguyên mác luôn. Đấy, các bác nhá. Bật lửa Zippo hàng siêu ngon luôn. Con này thì em đang gửi tới các bác với cái giá là 170k bao ship các bác nhá. Đó, 170k một em này. Bao ship cho các bác luôn. 170k. Đó, các bác lên mã cho em là bật lửa Zippo 170k bao ship các bác nhá. Đó, 170k một em này. Bao ship cho các bác luôn. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. 170k bao ship Zippo. Đó, đây. Các bác quan sát này. Đấy, đều là hàng made in USA các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Đây. Made in USA các bác này. Đó. Đây. Đấy, made in USA hết các bác nhá. Đó, hàng của Mỹ, đến từ Mỹ các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn, 170k bao ship. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bảng tô vẽ này. Bảng tô vẽ đây. Sản phẩm này thì em đang gửi tới các bác với cái giá là 100k. 100k con bảng tô vẽ này các bác nhá. Tô vẽ thoải mái luôn. Đây. Các bác chỉ cần như này. Đấy, bật cho em cái đằng sau này lên, cho ra chế độ mở này. Đấy. Đây, các bác viết lách thoải mái luôn, sau đó thì lại xóa đi. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất ngon lành cành đào luôn. Đấy, thì con này em đang gửi tới các bác với cái giá là 100k con bảng tô này. Nhà các bác có trẻ em, có em nhỏ thì mua để cho các em nó sử dụng rất là ok, ngon lành luôn. Đó, an toàn, tránh xa điện thoại, tránh xa máy tính các bác nhá. Đấy, rất là hợp lý luôn.
ngon lành cành đào để gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn cho các em nó sử dụng, tránh xa điện thoại, máy tính bảng và các cái phương tiện khác. Đấy, thỏa sức tô vẽ các bác nhá, tô vẽ sáng tạo các nhá, đó rất là tiện dụng luôn. Đây, đó các bác lên YouTube các bác gõ cho em là shop Phạm Huấn các bác nhá, đó shop Phạm Huấn là ra, đó hoặc là Phạm Huấn hàng Nhật bãi các bác nhá là sẽ ra thôi, đó. Đấy, rất tiện luôn. 100k các bác lên cho em là bảng tô vẽ các bác nhá, bảng tô vẽ 100k đây. Đấy, bảng tô vẽ 100k rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý cô bác trong ngày hôm nay đó là cái kéo cành cán cam các bác nhá. Đó, kéo cành cán cam. Con này thì bên em đang bán là rẻ nhất thị trường YouTube luôn. Đó, thị trường hàng Nhật bãi luôn các bác nhá. Các đơn vị rẻ thì không có đơn vị nào rẻ hơn đơn vị em được coi nhá. Đó, em đang gửi tới các bác một cái con kéo cành cán cam như này. Hàng của Nhật các bác này, thanh lý siêu thị mới chưa qua sử dụng 100k. Đó, bao ship cho bác luôn. Đó, 100k bao ship, rẻ chưa các bác? Đây. Hàng thì siêu chất lượng luôn các bác nhá. Thép SK5 nhá. SK5 không gì, hàng Japan các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác này, SK5 Japan các bác này. Đó đây. Hàng siêu chất luôn các bác thấy không? Đó, rất chất lượng luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Đấy, rất là chất luôn. Đấy. Cắt siêu ngon luôn các bác nhá. Cắt siêu ngon, siêu khỏe luôn. Đấy các bác thấy không? Đó, các bác lên mã cho em là kéo cán cam các bác nhá. Kéo cành cam này. Kéo cành cam, nó có màu cam này, em gọi là kéo cành cam luôn. Con này đang gửi tới các bác là 100k, 100k kéo cành cam này. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy, rất ngon lành cành đào luôn. Kéo cành cam 100k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là cái con ống nhòm này của thương hiệu Balileo các bác nhá. Balileo ống nhòm đây. Đấy, hàng siêu chất luôn. Đựng trong hộp như này các bác nhá. Nó rất chất lượng luôn. Đấy. Đấy, con này thì bên em đang bán cái giá là 380k. Đó. Các bác lên mã cho em là ống nhòm 380k. Phụ kiện các thứ đầy đủ các bác nhá. Rác giếc quai đeo các thứ này. Núm niếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, phụ kiện này. Đấy, quai đeo mắt ống nhòm đầy đủ các bác luôn. Đó, đây. Đấy, túi sách quai đeo các bác nhá. Đây. Túi sách của nó đây, túi sách có quai đeo luôn. Các bác nhá. Để các bác sử dụng nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 380k. Ống nhòm các bác nhá. Con này là nhòm một mắt các bác nhá. Nhòm một mắt này. Hàng của thương hiệu Balileo của Mỹ các bác nhá. Đó, các bác có thể điều chỉnh zoom ở đây này. Đấy, zoom ở đây này. Đấy, hoặc là zoom ở đây các bác nhá. Đó. Tùy theo các bác điều chỉnh khẩu độ. Cái này thì em cũng không phải chuyên môn lắm cho nên là em cũng không nắm ở đâu. Các bác có nghề thì các bác sử dụng là các bác biết được rồi. Đó, em thì cũng qua loa thôi chứ không nắm được rõ. Nhưng mà con này thì rất là chất luôn. Đó, bên em đang gửi tới các bác với giá là 380k các bác nhá. Đó, các bác lên mã cho em là ống nhòm, em chỉ có một mã ống nhòm thôi. Đó. Lên mã cho em là ống nhòm 380k. Đó. 380k con ống nhòm này các bác nhá. 380k. Đó, 380k con ống nhòm này. Đấy, lên mã cho em là ống nhòm 380k. Hàng siêu chất luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mỏ hàn thiếc này. Mỏ hàn thiếc hàng nội địa Nhật này, đây. Hàng Nhật xuất các bác nhá. Đấy, không phải là hàng nội địa Nhật mà là hàng sản xuất ở Nhật nhưng mà xuất đi các nước cho nên nó sử dụng điện 220 bình thường. Công suất của nó là 60W các bác này. Điện 220, sử dụng điện 220, công suất 60W đây. Đấy, 220 công suất 60W có thể điều chỉnh nhiệt độ từ 200 đến 450 độ C. Đấy. Các bác được tặng kèm thêm một cái tặng kèm thêm một cái bộ mũi này. Một cái giá đỡ, một bộ mũi, một giá đỡ. Đó, hàng thì bên em đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đó, 150k bao ship các bác nhá. Đó, bao ship cho bác luôn. 150k bao ship, hàng siêu chất luôn. Các bác lên cho em là bộ mỏ hàn thiếc các bác nhá. Mỏ hàn thiếc 150k bao ship các bác nhá. Giá rẻ nhất thị trường luôn các bác nhá. Đó, giá rẻ nhất thị trường bao ship cho bác luôn. Một bộ mỏ hàn thiếc như này chỉ có 150k bao ship các bác nhá. Đó, rất rẻ luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con này đó là con massage tay các bác này. Đó. Con massage tay. Con này các bác dùng để massage tay chân rất là tiện luôn. Đó. Cái này bên em gọi nó là massage tay các bác nhá. Đó. Massage tay, đó, massage tay. Massage bằng tay mà cầm tay massage mà nên massage bằng tay 70k các bác nhá. Đó, con massage tay này là 70k, rất là tiện luôn các bác nhá. 70k con massage tay này. Rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đó, kéo ra kéo vào này, các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ giúp cho máu huyết lưu thông các bác nhá, rất tốt. Đấy, massage tay các bác nhá. Đó, massage tay. Rất ngon luôn. Con này thì em đang gửi tới các bác là 70k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là bẫy chuột thông minh.
Con này thì rất dễ sử dụng, rất là ngon lành luôn các bác nhá. Đây. Các bác chỉ cần chạm nhẹ này là bẫy nó sập luôn đấy nhá. Đấy các bác thấy không? Chạm nhẹ này bẫy sập luôn. Đây. Các bác ấn đều chạm nhẹ này bẫy sập luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Nó ăn như này, nó ăn đứt tờ giấy như này, tương tỏ là bẫy sập rất là mạnh luôn. Đấy khi ấn xuống thì các bác cứ ấn đều tay như này cho em, ấn đều tay như này cho em. Đó. Và chạm nhẹ là nó sẽ sập bẫy luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, sập bẫy luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 20k nhá. 20k bẫy chuột thông minh. Đó. Lưu ý các bác, nếu mà các bác mà bắt được chuột rồi mà lần sau mà chuột nó bỏ chạy thì các bác lần sau các bác lại ấy vào cho em, rửa sạch đi các bác nhá. Đó, các bác rửa sạch đi là xong. Đó. Để cho nó mất cái hơi mùi chuột đi thì là lần sau nó lại vào các bác nhá. 20k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ bấm móng tay này, bộ của Nhật này. Bộ này thì em đang gửi tới các bác với cái giá là 150k, hôm nay bên em sẽ bán 120k, bao ship thành lý hết cho các bác luôn. Bộ này thì bao gồm là 3 cái này. 1 2 3 cái bấm này, một cái kéo cắt này, một cái kéo tỉa lông mũi này và tất cả các bộ chi tiết của nó đây. Đấy, rất là nhiều như này, giá chỉ có 120k bao ship, 120k bao ship cho bác luôn. Giá rất bình dân. Hàng made in Japan các bác này. Đó, 120k bao ship. Hàng đựng trong bao da rất đẹp xịn sò. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Bình thường bây giờ các bác mua một cái bấm móng tay này bây giờ cũng phải mấy chục rồi. Đó, cũng phải mấy chục rồi. Đó, đây bên em bán cho các bác chỉ có 120.000 một bộ đầy đủ như này. Thì quá là tiện dụng luôn các bác nhá. Quá tiện dụng luôn, 120k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện chống va đập con này. Đập phá thoải mái luôn các bác nhá. Đập phá thoải mái luôn. Ổ chống va đập con. Có cả thoải mái luôn, 100k một bộ này. Một hộp một cái này. Đấy, hàng made in Japan qua này. Đó, các bác lấy từ 2 cái là bên em sẽ bao ship, 2 cái 200 miễn ship, rất đơn giản các bác nhá. Đó. Rồi, sản phẩm thì còn rất nhiều nha, em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ như là mua các mặt hàng của bên em. Lên nốt cho các bác cái ví da này. Đó, 200k. Đấy, ví da bò cực kỳ là chất lượng luôn các bác nhá. Đó, cực kỳ là chất lượng luôn. Đây các bác này. Đó. Ví da bò. Đấy, máy cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn các bác nhá. Đây các bác quan sát này. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây. Để test sản phẩm của bác nhá. Đây. Các bác mua ví về các bác cứ xoắn như này cho em. Đấy, nếu mà cái ví mà bung ra nó bình thường, tức là hàng ngon, hàng chất lượng. Các bác bỏ ra một lúc cái nó lại phẳng lì các nhá. Đó, chất da rất tốt luôn. Đó. Em có màu đen và màu nâu. Bác lên mã cho em là ví da các nhá, 200k bao ship. Đó, 200k bao ship. Hàng còn rất nhiều nhưng em xin dừng video. Xin được gửi lại cảm ơn tới quý cô bác anh chị.